Một thông tin khác nữa đó chính là Coinbase, sàn Coinbase đã đưa ra cái thông báo là những người sử dụng Coinbase, những người nào mà đã chờ đợi để có thể tham gia vào staking Ethereum đó thì đã bắt đầu mở cái dịch vụ staking Ethereum 2.0. thì bản thân Thuận thì vẫn chưa tham gia vào staking Ethereum 2.0 và Thuận vẫn đang suy nghĩ, nhưng mà Thuận nghĩ Thuận sẽ tham gia vào staking Ethereum 2.0 thông qua ứng dụng của Coinbase. Thì bây giờ đó các bạn có thể nhận được cái lợi nhuận lên tới là 6% ở một năm. Thì 6% ở một năm này đó là con số này không ổn định, tại vì tùy theo là bao nhiêu người tham gia vào staking. Càng nhiều người tham gia staking thì đương nhiên là cái rewards, cái tiền thưởng phải chia ra cho nhiều người thì đương nhiên là cái phần trăm sẽ giảm xuống. Nhưng mà so với lại các bạn tham gia vào cái ứng dụng của BlockFi thì BlockFi bây giờ đó Ethereum các bạn gửi từ 0 đến 100 Ethereum thì cái phần trăm tiền lời là 5,25 một năm. Các bạn gửi hơn 100 cho đến 1.000 Ethereum thì 2% tiền lời. Cho nên nếu như các bạn có số lớn đó thì trên căn bản các bạn tham gia vào staking với lại Coinbase thì sẽ có lời hơn. Nhưng mà các bạn cần nên hiểu một điều đó chính là hiện bây giờ tham gia vào staking của sàn Coinbase các bạn chỉ gửi vào, và cái tiền các bạn tham gia vào staking đó sẽ không thể rút ra được cho đến khi nào mà Coinbase có một cái đồng ETH 2.0 làm tượng trưng. Tại vì mạng lưới ETH 2.0 nó có thể là một năm nữa mới cho các bạn rút tiền ra được, cho nên các bạn gửi vào thì không biết ngày nào mà rút ra được. Đây là một trong những nguy hiểm khi các bạn tham gia vào staking với lại Coinbase, tại vì các bạn cần phải tin tưởng mạng lưới của Ethereum. Lỡ như mà mạng lưới Ethereum giả sử như là gặp vấn đề gì đó mà giá cả Ether đi xuống mạnh thì các bạn không thể rút ra để mà bán được cho đến khi nào mà Coinbase cho các bạn một cái đồng tượng trưng là ETH 2.0. Và đương nhiên đồng ETH 2.0 này chỉ là đồng tượng trưng mà thôi, chúng ta vẫn chưa có ETH 2.0 cho đến khi nào, cho đến khi mà chúng ta thấy được là mạng lưới đã thành công giai đoạn 1.5 là còn khoảng 1 năm nữa mới xong. Và ngược lại, giống như là Ethereum giả sử như mà lên cao như là nhiều bạn mong muốn thì khi mà lên cao mà các bạn tham gia vào staking của ETH 2.0 thì cũng không thể rút ra để mà bán được. Cho nên những ai mà tham gia vào staking ETH 2.0 bây giờ là những người mà thực sự là có lòng tin vào mạng lưới của Ethereum, và Thuận là một trong những người mà rất có lòng tin, cho nên Thuận cũng sẽ tham gia vào staking Ethereum 2.0. Thuận sẽ chia sẻ thêm với các bạn những chi tiết khoảng chừng là 2-3 ngày nữa, khi mà Ethereum của Thuận đã có mặt trên sàn Coinbase. Thuận sẽ dùng đó để mà staking và chia sẻ thêm với các bạn về cái phương diện lợi nhuận này như thế nào. Một điều khác nữa là những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà đang trong mùa thay thuế, các bạn có thể biết là thuế năm nay đó là phải khai ngày 15 tây tháng 5 hay là trước ngày đó. Thường là ngày 15 tây tháng 4, nhưng mà năm nay vì dịch bệnh cho nên đã được đẩy lui lại một tháng. Và những bạn nào mà ở Hoa Kỳ đó thì Thuận có để một cái link ở trên Facebook, ở trên Twitter và Telegram là một cái dịch vụ mình Thuận vừa sử dụng năm nay và cảm thấy cũng rất là ổn, đó chính là cái dịch vụ CryptoTrader.tax. Đây là một dịch vụ mà các bạn có thể là kết nối API hay là các bạn có thể là tải những cái giao dịch, sau đó là upload lên cái dịch vụ CryptoTrader.tax này để nó có thể tính cho các bạn là các bạn nợ bao nhiêu thuế hay là các bạn lỗ hay lời. Dịch vụ này sẽ tự tính cho các bạn và các bạn bấm vào cái link để tìm hiểu thêm dịch vụ này hoạt động như thế nào. Có những cái video được tạo ra bởi CryptoTrader.tax để giới thích cho các bạn là các bạn cần phải sử dụng ra sao, và đương nhiên sử dụng link của Thuận Capital thì Thuận sẽ nhận được một cái phần hoa hồng, cũng như là các bạn sẽ được giảm 10% khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những tài liệu on-chain đi. Thì thực ra mà nói là nhiều tài liệu on-chain nó cũng không có gì khác biệt so với lại ngày hôm qua, cho nên Thuận cũng không muốn lặp lại. Cho đến thời điểm bây giờ chúng ta không thấy nhiều Bitcoin nạp lên trên sàn, mà ngược lại chúng ta đã thấy Bitcoin rời khỏi sàn. Các bạn thấy được, chúng ta nhìn vào tình hình trong vòng mấy ngày qua đi, trong đợt điều chỉnh này thì các bạn thấy là những cái đường màu đỏ này là cắm xuống và rất là dài. Có nghĩa là chúng ta thì được có rất nhiều Bitcoin rời khỏi sàn so với lại nạp vào trong cái thời gian là 2 ngày qua. Các bạn thấy được, chúng ta nhìn vào ngày 18 tây đi, thì ngày 18 tây chúng ta bây giờ hãy đổi qua cái biểu đồ đến giờ đi. Thì các bạn thấy được biểu đồ đến giờ là chúng ta thấy được là tới thì bây giờ chúng ta không thấy là Bitcoin nạp lên trên sàn. Nếu như mà có thì những cái đường màu đỏ này sẽ rất là dài và đi cái xu hướng đi lên. Nhưng mà ngược lại các bạn thấy là trong thời gian mấy ngày hôm qua thì các bạn thấy được là phần lớn là chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin rút ra nhiều hơn nạp vào, cho nên phần lớn đường màu đỏ là đi xuống. Cho nên chúng ta vẫn không thấy hiện tượng là có nhiều Bitcoin đang được đẩy lên trên sàn, và Bitcoin vẫn càng ngày càng mất đi trên sàn. Một trong những tài liệu khác nữa, để Thuận refresh cái trang này lại để các bạn thấy rõ ràng hơn, đó chính là tài liệu liên quan đến giá cả trên sàn Coinbase. Thì để Thuận zoom vào cái thời gian là 2 ngày qua đi, thì bắt đầu từ ngày 19 tây thì bạn thấy được trong cái thời gian 2 ngày qua thì có rất là nhiều đợt. Các bạn thấy được là chúng ta thấy là ngày Hôm qua thì có rất nhiều đợt cái giá trên sàn Coinbase mắc hơn trên sàn Binance lên tới 100 mấy đô, và các bạn thấy là trong thời điểm là trung bình trong vòng 2 ngày qua thì cái giá trên sàn Coinbase mắc hơn sàn Binance khoảng 70-80 đô. Thì đây là một điều cho chúng ta thấy được là có rất nhiều người đang thu mua Bitcoin trên sàn Coinbase Pro, cho nên các bạn mới thấy được là giá trên sàn Coinbase Pro mắc hơn là sàn Binance. Và như bạn có biết là Coinbase Pro là một trong những sàn mà có rất nhiều những tổ chức đầu tư sử dụng. Đây là cái sàn mà các bạn thấy là giúp đỡ những công ty lớn như là công ty MicroStrategy hay là công ty Tesla và công ty MeToo đi thu mua Bitcoin và Ethereum. Cho nên khi mà chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này tăng lên, nhất là hơn 100 đô, là dấu hiệu là có nhiều người đi thu mua Bitcoin trên sàn Coinbase Pro. Và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro thì đi thường zoom vào, các bạn thấy rõ ràng hơn là cách đây không lâu, ngày hôm nay ngày 20 Tây ở Hoa Kỳ thì phải được là cái mức giá là 55.300 đã có 8.677 Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro. Và đây là những cái dấu hiệu cho các bạn thấy được là có thể có nhiều tổ chức đầu tư thu mua Bitcoin trong cái thời gian đi xuống này, và sau đó chúng ta thấy được là cuối cùng đã có dấu hiệu là có số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro. Đây là dấu hiệu là có thể chúng ta thấy những tổ chức đầu tư hỗ trợ Bitcoin ở cái mức giá là 55.000 này. Bây giờ nói về Ethereum thì cũng tương tự, các bạn thấy được phần lớn những thông tin cũng giống như là ngày hôm qua. Các bạn thấy được phần lớn là Ethereum vẫn tiếp tục khan hiếm đi, và cho đến cái thời điểm này trong cái đợt đi xuống này chúng ta vẫn không thấy là có Ethereum được nạp lên trên sàn. Phần lớn là các bạn thấy được rút ra trong thời gian mấy ngày qua. Cho nên về cái phương diện là Ethereum hay là Bitcoin nạp trên sàn thì chúng ta vẫn không thấy hiện tượng nó xảy ra. Thậm chí là ngược lại, chúng ta thấy là nhiều Bitcoin và Ethereum rời khỏi sàn và tình hình khan hiếm ngày lại càng trầm trọng hơn. Và nói về giá cả đó thì thời điểm bây giờ giá cả các bạn thì được cũng là khá tốt. Bây giờ giá Bitcoin là muốn chở với mức là 57.000 đô, là 56.900 đô ở thời điểm thường làm cái video này. Thì chúng ta nhìn chung thị trường thì ngày hôm nay thị trường đã bắt đầu có lợi nhiều màu xanh. Các bạn thấy được là Binance Coin đã qua khỏi 500 đô thêm một lần nữa, Ethereum vẫn hơn 2.200 đô. Chúng ta nhìn chi tiết hơn đi thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Bitcoin. Thì Bitcoin như các bạn cũng đã biết là muốn chở về 57.000 đô, đã tăng 1,7% trong vòng 24 giờ qua. Ethereum thì tăng 6,3%, Binance thì đã tăng 15,1% trong vòng 24 giờ qua, XRP tăng 5,4%. Các bạn thấy được rất nhiều đồng tăng, ngoại trừ lại đồng Dogecoin bây giờ đã xuống 18,4% ở mức là 32 cent. Càng ngày thì khoảng cách đến 69 cent thì càng xa hơn, nhưng mà các bạn cũng đã biết là đồng Dogecoin là một trong những đồng mà tăng trưởng 100%. Trong vòng vài tiếng đồng hồ cũng không có gì gọi là không thể hết. Chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi. Cardano thì bây giờ mức là 1 đồng 26 cent, tăng 2,4%. Polkadot thì không có gì thay đổi nhiều. Litecoin cũng vậy. Trong vòng 24 giờ qua thì cũng vậy. Bitcoin Cash đã trở về vị trí thứ 10 ở cái mức tăng trưởng là 3,7%. Và trong vòng 7 ngày qua đã tăng trưởng 42%. Đây là một sự tăng trưởng rất là tốt. Chúc mừng những bạn nào mà tin tưởng Bitcoin Cash. VeChain cũng vậy, trong vòng 7 ngày qua đã tăng gần như 100%. Thì không biết rất nhiều bạn là fan của VeChain, thì chúc mừng những bạn nào mà đã tin tưởng đồng VeChain đã tăng 99,9% trong vòng 7 ngày qua. Uniswap thì xuống 1,5%. Về cái phương diện tăng trưởng mạnh ở ngày hôm nay thì các bạn thấy được là ngoại trừ đồng BNB tăng 15% thì các bạn có thấy là Horizon thì chúng ta cũng có Horizon tăng 17% và PancakeSwap đã tăng 18,3%. Về cái phương diện xuống nhiều đó thì các bạn thấy được là cũng không có đồng nào gọi là xuống quá nhiều, ngoại trừ đồng Dogecoin xuống 18,4%, Q-tum xuống 10%. Thì ngày hôm nay là một ngày mà trên căn bản cũng rất là tốt về cái phương diện thị trường ổn định lại. Các bạn thấy được là tổng số vốn hóa Bitcoin đã qua khỏi 1.000 tỷ thêm một lần nữa. Bây giờ Bitcoin chiếm tỷ lệ là 49,3% của thị trường, Ethereum là 12,5%. Tổng số vốn hóa thị trường đã hơn 2,1.000 tỷ rồi. Đây là những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.